Đây là một cây mai vàng đang làm chao đảo thị trường mai ở Bình Lợi và các tỉnh miền Tây, ra tới miền Bắc luôn, miền Trung luôn nè anh chị các bạn. Siêu bông Bình Lợi. Thì trong cái buổi ngày hôm nay em quay lại vườn mai Bình Lợi của anh Đủ Lực để quay cận cảnh cho chị xem cây mai siêu bông Bình Lợi, cây mai Zin F0 là hiện đang ở trước màn hình anh chị các bạn nè. Đây bởi vì một số các nhà vườn miền Tây trong cái đợt rồi cũng nói với em biết là rất nhiều anh chị các bạn đang phân vân ha, quan mang giữa siêu bông Bình Lợi và siêu bông Sài Gòn anh chị các bạn. Thì bữa hôm nay em tới quay cận cảnh cho anh chị mình xem cái cách mình phân biệt như thế nào để tránh cái trường hợp là một số anh chị các bạn mua ở trên mạng á, mình đi mua siêu bông Sài Gòn thì mình bị lộn siêu bông Bình Lợi, rồi mình đi mua siêu bông Bình Lợi thì mình bị lộn, lại lộn giữa siêu bông Sài Gòn. Vậy là cái cách nó phân biệt như thế nào? Thì trước khi mà tới cái vườn ngày hôm nay, em có lấy ở nhà em. Đây em cho anh chị xem một cái đoạn mà em mới vừa quay ha. Mình vô đây xem cho nó dễ xem anh chị. Đây. Đây. Để em mở lên cho anh chị xem ha. Đó rồi. Đây là cái cây siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương anh chị ha. Đó, ở nhà em nha. Cây hiện tại của em ha. Đó, cái lá đó đó. Thì hồi sáng em mới bứt hai cái lá, một cái lá già và một cái lá non ở trên cái cây của em anh chị. Đấy. Thì cái này em bứt ở trong kẹt đi để cho nó có cái lá già. À. Cây của em hiện tại bữa nay anh chị thấy cũng khá là tươi tốt anh chị ha. Không có bọ chỉ, không có bệnh gì nha. Lá rất là mướt luôn. Đó, cái lá siêu bông Sài Gòn anh chị. Một cái lá già với thêm một cái lá non nữa đi. Đó, thêm một cái lá non nữa anh chị. Rồi lá này đi. Đó, lá này đi ha. Rồi ngắt một cái. Đây. Thì hai cái lá đó là em để bỏ vô cái chai, bỏ vô nước nè anh chị. Đó, múc nước bỏ vô chai ha. Rồi, đem vô đây. Thì bữa lúc mà sáng tới giờ cũng là hết 4-5 tiếng đồng hồ rồi đó. Không biết đó, nó còn được y nguyên không. Rồi, bây giờ em sẽ anh Lực ơi. Chào anh Lực nha. Ô, bữa nay quá trời luôn anh chị ơi. Máy này mình bán chưa anh Lực ơi? Bán không, ngồi quay anh đang cho anh chào khán giả cái coi. Nè quá trời luôn anh chị ơi, đó trên chậu đều có địa chỉ hết nha. Chào anh Lực rồi, nha. Chào Hồng, chào tất cả anh chị em đang xem kênh Chợ Sài Gòn của anh Hồng. Dạ. Rồi chào. Anh Lực ơi, ra anh giúp em phân biệt cái siêu bông Sài Gòn với siêu bông Bình Lợi phân biệt sao anh Lực ơi? Giờ anh cũng lần đầu tiên cũng như em thôi chứ anh cũng mình ra mình bứt mình coi thôi chứ cũng chưa biết cái lá hồi. Anh nhìn vậy anh thấy có gì khác không? Cái siêu bông Sài Gòn này là chính hiệu luôn á, hàng VIP của em á. Anh lần đầu tiên là anh so hai cái lá nè, chứ hồi đó giờ anh cũng chưa có cái giống. Để coi em quay trước cái tình trạng cái cây của anh nha anh chị các bạn. Đây là cái cây F0 nha. F0 bữa nay bào của nó quá anh Lực. Mấy bữa cắt ghép dư cũng bán một số.
Cái này cái lá bự nữa anh chị. Đây, nhưng mà giờ không biết có lá già đâu ta. Để coi coi. Đây. Cái này chắc già nhất kia ta. Nó cũng nhiều mặt lá lắm ha. Trên một cây mà thấy nó cũng trên cây có nhiều mặt lá ha. Nhiều bức này đi. Đây. Lá nè anh chị. Lá già. Lá già. Nè, bức thêm lá kế bên có nữa. Cái lá nào nó cái lá này nó gần giống anh ơi. Lá này không. Gần giống siêu bông Sài Gòn nè, bức luôn cái lá này thử coi, coi cái lá nó gần giống luôn à. Nó cũng khác à. Thấy không? Để mình vô mình ấy đây đây em cặp vô. Rồi đi mình kiếm cái lá non nữa anh. Đây lá non đó nè. Này đi. Bức lá nào lá này phải không? À, lá non nè. Đó. Lá non. Giờ em cầm ba lá này cho. Ba lá. Rồi em cầm cái kia đi. Cái lá này luôn không anh? Thôi được rồi, ba lá. Rồi ba lá rồi anh chị. Ba lá. Nhân tiện thăm cái cây này cái anh chị. Đó, nay còn cù lũ ha. Anh hồi đó giờ anh cũng chưa có cái giống siêu bông Sài Gòn nữa. Thành ra anh cũng chưa biết. Đây lần đầu tiên coi thử hai cái nó có cái lá nó giống nhau không. Qua em mới xuống Bến Tre em quay tứ đại thiên mai dưới Bến Tre lên đây cắt cái cây quanh theo đông nghe nói đâu tới ngàn mấy cái bò luôn không? Làm gì có chuyện đó, ngàn mấy trăm làm gì có. Cái cây anh 3 năm sau nữa không biết được ngàn mấy trăm bò không nữa. Em nghĩ cây anh cái bề hoành nó có bao lớn vậy nè. Đó, bề hoành nhiều. Này chắc mấy ở phía dưới chắc cũng được cỡ gần 28 á. 28. Ở khúc đó là chắc cỡ 25 à. 28 lúc đó là anh cắt coi như là toàn bộ anh cắt ở trên cây anh cắt hết. Xương cá rồi bo dọc bo ngang gì anh cắt hết, còn là nói chung là còn mấy cái nhánh bự không á, còn cái gọng không đó. Mà anh bán rồi em nghĩ lấy đâu ra mà 1200 bo. Thì cái chuyện người ta nói gì người ta nói kệ người ta, không có quan tâm tới chuyện đó. Nhưng mà cũng có cắt trong cây này phải anh ha? Thì có. Nhưng mà cái nhưng số lượng tới, số lượng không bao giờ tới. Không tới ngàn hai. Là một cái thứ hai nữa. Cái anh mà hôm qua bữa anh có coi cái clip của thằng Hồng mở quay đợt nào cũng có anh coi hết chứ. Dạ. Rồi cái anh Miếng Dung ảnh nói là ảnh tính mua lên mua đợt 2. Là anh nói là anh nói không bao giờ đúng sự thật hết đó. Bữa trước á anh kêu anh chia lại cho ảnh chừng 4-5 bo để anh quay cái clip. Đặng anh về anh bán. Đó, mà anh đâu có biết ảnh là ai đâu không lên quay. Anh nói là quay cho có mặt của anh đi rồi đặng về dưới ảnh bán cái giống siêu bông Bình Lợi sao được. Anh có bán cho ảnh đâu mà sao anh biết. Rồi ảnh nói đứng ảnh quay chụp hình lén chụp từ xa đó. Nói tôi tính lên tôi mua đợt 2 của vườn mai đủ lực. Nói cái đó là không có đúng. Nói cái nào có mà nói còn không thì thôi. Nhưng mà bốn canh kia là có lên vườn anh mua có không? Lên mua là lúc đó là coi như là anh cắt hết mấy cái bo nhánh bo này bo kia hết, còn chỉ mấy cái nhánh lớn vậy nè Hồng nè đó. Là còn cái gọng không á là trong đó là chỉ còn mắt ngủ thôi mấy mắt da đó. Lấy đâu ra nguyên bên của ảnh lên mua là cũng khá nhiều nhưng mà không tới số lượng đó phải không? Làm gì có đó. Cái cây nếu mà lấy 1200 bo là cái cây còn nguyên luôn á, chưa cắt mà khoảng 3 năm sau nữa mới được. Rồi mình vô mình coi cái siêu bông Sài Gòn thì với siêu bông Bình Lợi thì nó khác nhau như thế nào nha anh chị. Đây con cây lá lớn quá ta. Thôi mình coi cái này luôn trước đi. Đâu rồi cái của em rồi. Đây. Đây của em cầm nó đi. Đây anh chị. Nói chứ để nếu mà nhìn riêng á, nhìn riêng thì chắc có lẽ thì nhìn nó cũng giống giống nhau, nhưng mà để gần thì anh nghĩ khác. Của anh nó bầu. Khoan, hai cái của anh đặt xuống đất luôn đi. Của anh nó cái hình nó bầu hơn. Nè. Đó. Hay anh để lên đây cho nó cao cho nó thấy dễ. Thôi để đây thấy dễ hơn. Để cho nó dòm nó không thấy đâu, khó thấy lắm. Đây ha. Đó. Đây nè, siêu bông Bình Lợi nè. Cái lá nè nó bầu hơn nè, cái bề ngang nó bầu hơn nè. Rồi em bỏ cái lá này coi. Cái lá này là cái lá đẹp ở trong, mình bỏ đi cái lá này khỏi tính cái lá đẹp đi. Rồi. Đây, siêu bông Sài Gòn nè. Lá non để vô kế lá non. Để gì đi. Ồ, cái lá của em đẹp hơn cái lá của anh. Đi xuống tới đây nha.
Đây. Thấy không? Em dòm thấy thấy khác thấy không? À, lá già. Ừ. Đây, để đây luôn nha anh chị. Này nó thon hơn. Cái bề ngang nó thon hơn nè, nó dài hơn nè. Còn cái anh này nó bầu hơn. Đó, anh xếp thẳng luôn luôn cái cho người ta xem. Đó, nó khác nhau. Đó là siêu bông Sài Gòn, anh chị thấy không? Siêu bông Sài Gòn là nó dài hơn. Còn siêu bông Bình Lợi thì nó bầu hơn. Nè, cái lá non với cái lá non này nó cũng bầu hơn nè. Bầu hơn. Và cái lá già nè. Lá già, cái siêu bông Bình Lợi nó cũng bầu hơn. Còn siêu bông Sài Gòn này nó dài mà nó... Anh bỏ cái tay ra luôn. Đó, vậy thấy không? Nó dài mà nó ốm hơn ha. Nhưng mà cái độ cứng coi, cái độ dày kìa. Thấy nó cũng như nhau. Độ dày cũng như nhau. Độ dày cũng như nhau mà. Nhưng mà hình như cái lá này của nó hình như là nó giống như nó cong vô hai bên đúng không? Không phải, cái cong hai bên là cái đó không đúng, cong này cũng đúng, cũng cong này. Cũng cong luôn. Nhưng mà mình giờ chỉ xét cái này, thằng này nó bầu hơn, thằng này nó dài hơn. Cái tim ở giữa khác à. Nè. Cái tim ở giữa nó khác à. Cái gân này. Cái gân á, gân giữa. Gân giữa nó nhỏ hơn không? Gân giữa nó nhỏ mà có vẻ nó cứng hơn á. Không, cái gân không có phân biệt là đúng cái gân nó đúng đâu. Cái gân tùy theo cái thằng này nó già hơn hay nữa hay là cái gì đó. Cái gân có vẻ là nè. Nó nãy coi nó mảnh hơn, thấy không? Cái thằng siêu bông Sài Gòn, cái gai của nó hình như nó có cộm hơn chút. Nó cộm hơn đúng không? Nó cộm hơn. Nó cộm hơn, có vẻ nó dày kỹ thương hơn phải không? Cái gai nó nè, nó hơi cộm hơn. Thằng này thì nó thấp hơn, cái gai của thằng này nó thấp hơn. Nó nhạt nhuyễn hơn nè. Thằng siêu bông Sài Gòn nó nhiều gai hơn đúng không? Nó nhiều gai hơn. Giống như kiểu lá gai là nó nhiều gai á. Nó nhìn cái mặt lá cũng khác nữa. Cái xương anh chị, em quay gần cho anh chị xem cái xương ha. Cái mặt lá cũng khác. Cái xương nó cũng khác ha. Nói chung mình nhìn cái bên ngoài mình nhìn vô dễ biết là cái thằng này nó bầu hơn, thằng này nó hơi dài hơn. Nè, luôn cả tới cái lá non cũng vậy nè, thằng này nó dài hơn nè, nó bầu hơn nè. Cái lá non xương nó cũng mảnh hơn này nè. Đó không? Lá non xương cũng mảnh hơn. Bây giờ lật ngược lại cho anh chị xem nha. Đây, lật ngược lại nha. Lật ngược lại. Đó, thằng này lật ngược lại luôn. Nói chung cái cách nhìn nhận nó theo như anh thấy từ xa nhìn vô là biết. Của anh nó bầu hơn. Bầu hơn. Cái đó là dễ nhận biết nhất á. Dễ nhận biết nhất. Còn mình khỏi cần nhìn gân lá hay nhìn gì đó. Cái hình dáng thôi. Còn thằng này nó, cái siêu bông Sài Gòn lúc mà lá non mới ra nó cũng đỏ lắm nha anh chị. Nói chung là đỏ là do cái cây nó mạnh là nó đỏ không anh? Cái đỏ nó cũng hai thằng nghĩ chắc nó cũng tương đương với nhau. Dạ. Chứ nó không giống như là mai gì đọt đỏ hay là cái gì đó thì nó lại khác. Thằng này như nó xanh hơn á. Cái màu. Cái siêu bông Sài Gòn nó đậm hơn anh chị. Phải không anh? Đậm hơn thì cái đó thằng già hơn chút, thằng non hơn chút thì nó cũng không có phân biệt chính xác đâu. Đúng rồi. Nó chỉ nhìn cái nét lá thôi, một thằng thì bầu, một thằng thì dài á. Với cái gân ha. Cái gân thì cũng không thấy đâu đi. Nhưng mà chỉ nhìn cái nét lá là biết rồi. Thằng bầu hơn, thằng dài hơn. Đây, để quay cái này cái không? Nó bầu hơn nhiều. Rồi để thuốc xuống cái qua đây cái cho em chụp cái tấm hình nền cái anh. Đây. Đây cây nè anh, ngồi cái cây cái. Đó, ngồi phía sau cây nè. Đây anh chị. Đó. Lá siêu bông Sài Gòn và lá của siêu bông Bình Lợi ha. Đây. Cho em tấm hình nền cái nha anh chị các bạn nha. Cầm được không? Khó cầm quá hả? Hơi khó cầm chứ nào cũng bén thôi. Rồi cười cái lực ơi. Đó. Ok. Rồi. Dễ. Thì cơ bản dễ nhìn nó lại vậy. Dễ phân biệt không ơi? Thấy dễ phân khác biệt. Rồi dễ. Bởi vậy khi mà anh chị mà mua siêu bông Bình Lợi về á, hoặc là mua siêu bông Sài Gòn về á, mình phải nhìn lá lại coi nó đúng không nha anh chị. Đó, đây cái lá siêu bông Sài Gòn, cây này là cây siêu bông Sài Gòn
của chú Sáu Bình Dương nha anh chị. Cây này siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương ha. Này nè, nó lúc nào nó cũng tròn hơn không? Đó, lúc nào nó cũng tròn hơn hết. Còn độ dài của nó thì nó cũng tương đương thôi. Không, hàng này của anh cái lá vẫn có cái lá bự hơn nè, cái lá dài hơn thì nó vẫn dài. Bữa hổm để nhiều quá lấy bo nè. Đó, lấy bo đó, cái lá nó cũng nó vẫn dài. Cái lá này là lá bự nhất của cây của em rồi đó anh chị. Đâu có vô phân đâu. Để lấy bo hoài vậy mà. À. Từ Tết tới giờ nè, như nó chưa có vô phân. Chưa vô phân gì hết á. Không có lúc xả tàn có, đúng rồi. Nay cỡ 2 3 tháng nè, mới vô phân á. Mà vô mới vô phân lần. Phân hữu cơ hả anh? Ừ. Gà và phân gà viên á. Phân gà. Bữa nào anh vô phân dơi thử coi. Cái này bữa vô phân yến à. Phân yến hả? Ừ. Ồ, dữ vậy ta. Phân yến mắc hơn phân dơi nữa à. Không biết có nhỏ em nó cho 5-7 bao để dành bỏ mấy cây này nè. À. Yến với dơi chắc cũng chung chung, chắc cũng. Mà anh thấy bữa nay cái cây của em nó lá tốt không? Bữa nhớ em xin anh cái gì không? Tại em lựa cái lá đẹp. Không, trong cái còn mấy lá kia bị bệnh em đâu. Bậy không? Anh nhớ bữa em xin anh cái gì không? Gì? Tổ mối. Mối có kìa, lúc nào cũng có đó. Hả? Lúc nào cũng có, anh đây lúc nào cũng có ổ mối. Nè, anh nghĩ sao cái cây của em cái lá đẹp mới ấy, thấy chưa? Lá nào cũng đẹp hết. Ừ, đi tối ngày vậy mà cũng chăm mai. Thấy chưa? Dữ chưa? Trời ơi, đừng khinh thường em Út chứ. Rồi cái này đi cây bíp mà. Không, chưa? Không có bỏ chỉ gì hết. Không, lá đẹp lắm thấy không? Tưởng đâu đi tới ngày bỏ không bệnh hư hết chứ. Cây bíp em mà sao bỏ được. Xin phân biết bao nhiêu, xin tổ mối quanh biết bao nhiêu, không lẽ nó không tốt. Cái cây của anh á, nói cắt đợt 1 rồi lên mua đợt 2, nói như anh Việt dưới nói anh cắt sơ sơ rồi còn nhiêu là anh mua hết. Mua hết 1.200 bo là đợt 1. Anh miếng dùng dưới nói lên mua, tính lên mua đợt 2. Chắc anh bị bệnh quá, anh không biết để anh ghép anh bán, anh đi bán như vậy. Trong khi đó anh không có anh ghép nữa. Tức là ảnh cũng có bán. Mua nhưng mà không có tới số lượng đó thôi đó. Ừ, có bán cái đợt 1 lúc đó anh cắt bo, cắt lá ở trên hết rồi. Coi như là còn mấy cái gọng anh tính anh xả tàn anh bỏ đó. Là trong đó mắc ngủ anh làm biến ghép. Nhưng mà anh thấy ở dưới bánh chè cái tốc độ người ta nhân giống ra thấy ghê không? Ở dưới thì người ta hay rồi, dưới công nhận ai cũng công nhận toàn quốc mà. Thấy 1.000 luôn ha. Ừ. Nhưng mà cái số lượng nhiều khi nó không có đúng với cái thực tế đâu. Có nhiều người lên đây mua một cây 2 triệu mấy rồi quay qua quay lại chưa tới một tháng sau nữa tung ra bán. Có nhiều người không có mua cây nào cũng tung ra bán rồi lấy tên của anh là mai vàng đủ lực bán thì cậy. À, trên Facebook phải không? Trên Facebook có mấy người mà giả mạo anh Lực phải không? Đó là anh cái máy của anh đâu, coi cái Facebook của anh coi. Thôi rồi bỏ chổng rồi, giờ kiếm nó lâu lắm. Chuyện như ai làm gì làm chậm trộm cướp bắt đi tù mấy năm mà còn dám là dám trộm dám cướp nữa, mà cái chuyện mà mua bán này thì bình thường. Đó là Facebook của anh chỉ xài Facebook cá nhân thôi đúng không? Nhưng mà mục đích đó bữa nay á, anh coi cái clip đó anh bức xúc cái chỗ là mua mai của anh quay chung kinh với anh mà dìm hàng anh xuống. Là anh bức xúc cái chỗ đó, anh nói cái nào có thì có, cái nào không thì không. Dạ. Mua đâu 1.200 bo, trong khi đó một bo anh bán 400.000. Một bo từ cây thông này hả? Mà anh không đủ anh bán. À. Còn cái chuyện mà anh em mà vô bình luận nói là ba cái mai này mai mốt mà cho đồ này kia hay là bán rẻ 5-7.000 hay 30.000 bo không ai mua. Anh em nói đúng. 1-2 năm sau tới vườn tôi tặng. Còn anh em mà thấy dễ kiếm tiền quá thì đi kiếm cây mai nào đó rồi bắt đầu kêu hồng xuống quay lên đi. Giờ đăng lên bán cái là có tiền tỷ à. Cái cây mai này hiện tại giờ anh kiếm 1 tỷ rồi đó. Dạ. Dễ kiếm tiền lắm. Đừng có nhảy vô bình luận cái gì mà mình nói vậy người ta cười mình. Thí dụ như bây giờ làm kinh tế thì phải bán cái giống mới, không đủ bán thì bán cái giá cho nhà vườn. Người ta về cũng như là anh phân khúc là 1 đi. Rồi bán cho nhà vườn là phân khúc 2, người ta về người ta gây ra cái số lượng nhiều. Rồi bắt đầu nó mới rẻ gầy, phải không? Nó mới rẻ xuống là cái người chơi á, là mua cái thời điểm đó đó là cái giai đoạn 2 á, là lúc đó là nó rẻ xuống. Còn cái phân khúc thứ 3 nữa là lúc đó là nó bình thường lại như các cái giống mai khác rồi, giống như siêu bông hồi Sài Gòn hồi xưa á. Cái giống nào mới đầu ra không vậy,
Mình vô mình bình luận á, cái kiểu đó người ta cười mình không có hay ho gì đâu. Thí dụ như bây giờ nếu mà anh không mua thì tiền trong túi của anh vẫn còn của anh, đâu có ai ép mấy anh mua đâu, mấy anh nói bán cái gì mà ác nhân thắt đứt đồ này kia dễ lắm. Dễ kiếm tiền lắm, mấy anh lựa cái cây nào đó rồi mấy anh mướn chợ Sài Gòn để xuống quay. Coi như là ở vườn ánh lực là giai đoạn 1 đó nha anh chị. Giai đoạn 2 là giống như các vườn bánh tre ta nhân giống ra đó, là giai đoạn 2 đó. Còn giai đoạn 3 là khi mà nó phổ biến đại trà quá qua anh lực anh tặng luôn. Lúc đó là tặng nữa. Nhưng mà anh chị thấy không, ở cắt bo mà từ cây tại sao cắt bo từ cây F0 của ảnh là giá lại cũng khá khá cao ha. Đó, 400.000. Bởi vì coi như là từ cây chính gốc khi mà mình ghép vào những cây giá trị á, thì mình cũng nên chọn lọc cái bo giống. Còn mình chơi bình thường thì mình cứ đúng giống là mình chơi được rồi. Đúng giống là mình chơi được rồi thì nó sẽ rẻ hơn từ nhiều. F1, F2 rồi thậm chí F3 cũng được nữa anh chị. Anh nghe nói mấy cái giống mà mai mới của như mấy cái loại khác thì lúc cái thời điểm ban đầu ra nó cũng cái giá nghe nó cũng tương đương với cái giá của anh bán ra hiện tại giờ chứ cũng đâu có rẻ hơn đâu, có ai mà bán bo 30-50 ngàn hay là 100 ngàn đổ lại đâu. Anh nghe nói cũng 400-500, 300-400 đó. Đó còn là cái lý do vì sao mà cái đợt đầu thì ở vườn Mai Đủ Lực anh Siêu Quân Bình Lợi giá cũng không rẻ nha anh chị đó. Mình tùy theo cái nhà vườn anh chị ha. Đợt 1 thì mình mua từ F0 rồi xong rồi tới đợt 2 mình mua từ F1, F2 thì mấy cái nhà vườn người ta mua F1 về người ta ghép ra người ta bán F2, F3 gì đó rồi F4, F5 gì đó thì cái thời điểm đó lại rẻ rồi đó. Rồi hiện giờ... tại là ở đây anh còn số lượng như thế nào mình báo cáo cái cho bà con biết luôn. Bây giờ mình đi vô vấn đề cái bán mai là chủ yếu đi. Mấy cái chậu này là khách nó mua. Mấy chậu này? Mấy khách người ta mua, ví dụ như cái này chưa tháo bọc thì người ta mua, người ta gửi lại. Rồi bắt đầu anh tháo bọc từ từ. Nó cũng có ghi tên, ghi số điện thoại hết. Đó, rồi khi nào mà cây mai nó dài hơn cái này nữa là không? Hiện tại giờ là em thấy là nó gan rồi phải không? Nó dài hơn nữa anh mới giao, nó mạnh hơn nữa anh mới giao. Nè, như cỡ này anh cũng chưa giao nè. Anh để cho nó lá nó già, nó dày lại chút. Cỡ này thì cũng gần giao được rồi. Nó vàng lại là anh giao được rồi. Như cái cây này hồi bữa ba bo này là hồi bữa giờ nó bán, ra quá trời bo. Bữa anh bán 2.1 triệu gốc tứ quý. Tính ra thì cái cây này về là nhiều bo lắm. Để nó già lại cây này là nhiều bo lắm. Anh ở đây là nói về là chỉ có F1 thôi chứ không bao giờ mà anh ghép F2 vậy đó. F2 là đó là cái cây anh có cái cây tứ quý đó. Này không, ghép từ cây này ra là F2 ha. Có khách lợi mua thì anh nói là anh bán cái thằng F1 đó, từ cái cây riêng qua thằng F1 đó. Là hồi bữa cái đợt trước em quay em thấy nó dài dài phải không? Đó, anh bán 150.000 bo. Ở dưới Chợ Lách lên mua cũng nhiều. Là từ cây này ha. Nói chung là các tỉnh chứ không phải nói về Chợ Lách không. Cái này là F1 nè anh chị. Đó, F1 là anh bán 150 ha. Mua từ cây F1 anh bán 150 ha. Cây này cũng là cây đầu tiên anh chị. Cây đầu tiên mà anh ghép ra ha. Lúc mua cái cây kia về là đó anh ghép ra. Nè, cái mắt ghép của anh nè. Ồ cũng gần đang liền gốc luôn ha. Nếu mà cái nào đóng hai bo anh ai muốn liền. Đẩy vô rồi nè anh chị. Cây này là cây F1 của ảnh. F1 của ảnh có 2 cây. Một cây anh bán rồi. Một cây anh bán 70 triệu rồi. Nè anh vậy. Hả? Coi như là bo cắt từ cây F0 á là 400.000, còn bo cắt từ cây F1 á là 150 anh ha. Rồi đúng rồi. Còn mấy cây này à? Gia tài hôm nay bán mai mua được có 2 cây này. Còn cái đó là của mấy cái đó là của thằng em nó gửi vô ghép giùm. 2 cây này ghép
cũ đế à. Cái này đẹp quá rồi. Rồi đế cũ chi cành đều xuất sắc ha. Bữa đó chọt đó không? Không. Hả? Không, không rớt bò nào luôn. Chọt cây này ha. À, cây nhớ. Cái cây này lúc cũng có định giao lưu luôn anh? Chưa đâu. Chưa ha. Ừ. Cây này để cho nó ra đồ dài dài lúc đó bán. Chơi tổ mối rồi đồ đây ha. Ừ, ở mối không? À, mối không rồi chị. Ai làm gì làm cái bài của anh, mấy cái cây mà giá trị thì đắt ổ mối đó. Chơi vip vip luôn tiền ha. Đồng rồi mua, tiền phân, đâu phân tổ yến ha. Tiền đâu mà mua đất Nhật. Phân phân yến thì đi sinh nữa. Phân yến đi sinh ha. Ừ. Chúc em sinh anh phân yến luôn nè. Tăng sinh, mục tiêu của anh là tăng sinh giảm mua. Giống em. giống em. Chung chung môn phái hả? Chung cùng môn phái. Tăng sinh giảm mua. Bữa nay có xin gì không? Có. Đang định xin. Chưa nè. Chưa kiếm lấy gì hả, lạ lạ hả? Chưa. Xin mà xin hàng lạ không không? Ờ xin bây giờ xin tổ yến nè. À không dạ. Phân yến, phân yến. À không, xin phân yến. Là thấy lạ nữa, một món nữa. Nè đó. Mấy cái cây này là hay bò này anh bán xong. Nè từ cây ép mấy đây anh? Anh mày hỏi anh là từ ép mấy là anh dặn từ cây viên qua không? Từ cây viên qua không phải không? Ở khu này phải không? Ừ anh có ép gì ở đây. Anh phải khẳng định cho mọi người. Ừ, nếu mà anh bán mà ra ép 2, ép 3 thì anh cũng như người ta thì thôi, người ta mua đâu có biết cái cây viên nó làm sao rồi ra thằng ép 1 cho đâu. Cây bên này già. Nó phải khác cái nhau ở chỗ đó đó. Cây này già nè, cây này già già này nhiêu anh? Giao lưu hết rồi. Ờ giao lưu ha, cây này đẹp quá ha. Đây có cây này là già già nhất ở đây nè. Có ông khách ở Vĩnh Long dặn rồi. Cây này hả? Cây này cắt chắc cỡ 200 bo. Cây này cũng đế cũng tương đối đẹp luôn ha. Dáng này dáng gì của gì ta? Tăng Tây. Tăng Tây ha. Ờ dáng mai đúng rồi, Tăng Tây nè, Tăng Tây nó hay ra cái dáng này nè. À. Gốc hồi này anh mua lợi. Tăng Tây nhiều gốc đẹp lắm. Mua cái gốc này nó thuận rồi. Giá Tăng Tây thì hơi căng à. À, thằng thôi mai giờ không có chỗ nào thấy căng, nó giờ nó cũng so ra hồi trước nó cũng rẻ rồi. Thì mình nó vô cái nè. Ví dụ như là ép 1 đóng vô đây một bo này anh bán nhiêu? Một bo nó cũng tùy theo, ví dụ như cái gốc lớn á 5 dạ. triệu. Gốc nhỏ thì 700. 1 triệu. Ừ. Gốc lớn cỡ nào? Gốc lớn là hoành cỡ chừng 18 20 rồi đó. Dạ. Đây 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 đây, ví dụ như gốc lớn nó cỡ này nè. Đó là 1 triệu nè. Triệu. Là nó cỡ 4 tay vậy đó. Ừ. Ừ. Đó. Rồi. Là 1 triệu, còn gốc nhỏ hơn á thì nó 700. Đó thí dụ như này. À. Nó cũng một bo. À, một bo là 700, còn hai bo là gấp đôi. Ừ. Đó. Hai bo gấp đôi. Hai bo của cái gốc lớn á thì nó là 1 triệu rưỡi. Mà còn cái gốc nhỏ nhỏ thì nó lại rẻ hơn nữa. À, tại tính ra hai bo anh phải bán rẻ hơn chứ. Hả? Hai bo mà đóng chung vườn cây 700 ngàn. Mà một bo là 700 ngàn. Hai bo là nó phải rẻ hơn 700 ngàn nhưng mà gốc nhỏ. Ờ à, đúng rồi. Ừ còn hai bo của thằng gốc lớn. Hai bo của thằng gốc nhỏ đó luôn á thì phải rẻ. Thì nó rẻ hơn. Ờ à, rẻ hơn chứ đúng không? Ừ thì đúng rồi, nó rẻ hơn. Còn cái vàng này hiện nay giá từ khoảng bao nhiêu anh? Bên này là từ hai bo hết á ha. Ờ à, nó từ 1 triệu rưỡi đổ lại á. Từ 1 triệu rưỡi đổ lại anh chị. Hoành của nó có gốc cỡ 20 hoành á. Như gốc này trên 20 ha. Không, gốc này nè. Gốc bên này nè, gốc bên này chơi 20 nè. Đây là có bữa nay còn tứ quý đóng cho tứ quý luôn anh. Tứ quý qua bên cái lô bên kia. Đâu giờ mình qua mình có coi thử. À, chút mình quay qua bển cái đi rồi xong kết thúc. Bữa em nghe nói bữa như là anh Hoàng Phúc ảnh qua đây ảnh mua luôn nè. Cái anh nhắn tin cho em, anh nói anh mua siêu bông bình lợi ghép vào mai vàng. Cái em mới hỏi ảnh sao anh không mua gốc ghép vô tứ quý luôn đi cho bông nó rực hơn. Cái anh mới nói với em không, anh thích ghép vô mai vàng hơn. Đúng rồi. Tại vì vô mai vàng nó chuẩn hơn. Nó liền hơn, với lại nó đi nhánh đi đọt. Mạnh hơn tứ quý à. Nó mạnh hơn, nó... nó chuẩn giống hơn, nhưng mà anh nói cái chuẩn từ chuẩn giống này là sao ta? Anh có cũng... khi nào nó bị trùng quý không? Không đâu, cái này cái mai mà đâu có kêu trùng quyết đâu. Như
gà vịt rồi này kia, trâu bò, con đập cha, con với con đập mẹ, mẹ nó đập chung với nhau, thì gọi là trùng huyết. Nó hên xui á, hên xui với trùng huyết không, trùng với cây cũ của anh. Không đâu, cái mai này nó chỉ có, ví dụ như sau này á, càng ra ép nhiều á, là cái mặt bông nó càng xa với thằng mẹ nó không bằng thôi. Chứ còn cái mai này mình không có kêu là trùng huyết được. Huyết là cũng như là người với động vật. Quan hệ với nhau là con với cha, cha với mẹ, anh chị em đó mới gọi là trùng huyết. Giống như anh tại vì đó anh rành lắm, anh cản gà đá anh biết mà. Chuyên gia. Nó cái đó gọi là trùng huyết nè, tứ quý không nè. Tứ quý mấy này là cái mấy cây tứ quý. Cái này là để trơn luôn hả? Chủ yếu là bán để về làm giống thôi, chứ không phải là cái cây này để chơi. Còn có nhiều người người ta chăm hay á, người ta đâu có cần tứ quý đâu. Em nghe nói mấy cây tứ quý trơn nó mạnh hơn tứ quý cái sần sùi nha. Cái đó thì anh chưa, cái đó mấy cái vườn lâu năm kìa người ta mới nghiên cứu cái đó. Anh cái này là anh bạn mai tứ quý ghép anh nói anh chị. Anh cái nào anh biết thì anh nói, còn không biết là không nói. Với lại vì kênh YouTube gì thiết mai tứ quý à. Dùng cái danh từ là gì mai bố mẹ, đâu phải trâu bò đâu mà có bố mẹ ở đây, chỉ có cái cây điên. Ta dùng từ là cây điên, còn cái thứ hai nữa là cái cây đầu dòng, hay là cái cây đầu vườn. Cây đầu vườn. Rồi. Tôi thấy anh đó tôi cũng quải anh luôn. Có cây mai không có gì đâu quan trọng, mặc đồng phục ba cái áo phục cái đó nói chung là sở thích của người ta, cái đó mình không có nói được, nói cái đó đụng chạm, nhưng mà thấy cái mai bố mẹ mặc đồng phục anh không thích hả? Có gì đâu quan trọng, đi mặc ba cái áo thun ở sao gì để thiết mai tứ quý. Bữa nay sẵn nói luôn. Đó anh làm cái áo đủ lực phía sau luôn đi. Trời ơi thôi anh ngại mấy vụ lắm. Anh thì hồi nào giờ anh sống nói chung là không phải cái nguồn thu nhập mai của anh là cái nghề chính đâu. Gió đưa gió đẩy, thấy cây này đẹp rồi nhân giống ra rồi bán thôi chứ. Mai anh mới mấy năm nay hả? Rồi khúc này tứ quý thì anh giao luôn xong. Tứ quý hết, vô đây tứ quý hết luôn hả? Không phải, khúc dưới mà vàng chứ. Ở đây thì nói chung cái cây nào mà bự nhất mà cao nhất thì nó tầm cỡ 4-5 triệu đổ lại à. 4-5 triệu đổ lại mấy cây tứ quý này ghép tầm mười mấy bo ha anh? 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12 bo. Thì cái cây này thì dữ lắm thì cũng cỡ 4 triệu thôi. Về là nhân giống ra là mệt luôn, 12 bo. Tùy theo cây. 12 bo mà khi nào anh giao? Giao khi nào mà nó mạnh đàng hoàng anh vô kẽm rồi nó dài khoảng hơn một gan rồi giờ coi cho nó được mới giao chứ. Dài hơn gan là mỗi bo nó tập được thêm mấy ba con nữa. Nó nhảy lúc đó nó nhảy ra nhiều lắm á. Nhảy ra nhiều á, nhân lên. Đây là cái qua cái tới cái lô này là lô tiễn lựa nè. Cho anh lắp nha. Chào Hồng với chào. Dạ chào mọi người ha. Dạ. Nè cái lô này lô mai vàng tiễn lựa nè. Mai vàng. Em thấy chi cành đóng như sắp ha. Tướng lùng lực chi cành đóng đều. Này, với, cái này mở bọc ra nè anh chị. Với bữa anh coi cái kinh của em nữa. Dạ. Kinh của em nói chung là đăng lên là anh coi hết à. Có một cái tay đó ảnh nói ảnh đi xin cái bò mai của thằng siêu bông Sài Gòn mà về nó đột biến ra. Ông đó là cũng nói chuyện là chết quớt, anh cũng ngứa lỗ tai luôn, ngứa miệng anh nay anh nói luôn. Cái bò mà làm gì có vụ đột biến ra, đột biến khi nè. Cái giống đó anh hái 2-3 ngàn cây, 5-70 ngàn cái hộp á, anh về anh ương lên. Rồi anh trồng sau này á, nó đốc ra là có thể có cái cây đột biến. Còn mà đi xin bo người ta về ghép á, là từ từ nó sẽ tới đột quỵ. Chứ nó không có ra đột biến được. Mà bò... giữa hộp mới đột biến nữa hả? Hộp mới đột biến. Bữa nay sẵn gẹo cho bị chửi luôn, cây đó 8 triệu. Rồi.
Nay à, nay là chương trình bốc phốt, anh Lực bốc phốt các vườn. Anh không có coi mấy cái bình luận đâu, anh coi vậy thôi. Đó. Coi lúc ấy thôi, còn bình luận anh em muốn nói gì nói. Dạ. Tự nói, tự nghe luôn. À. Anh không có nghe, anh không thấy. cái nói vậy bây giờ vậy rồi chắc mấy cái giống khác bây giờ, ví dụ như nói chung là nhiều giống trên thị trường, anh nghe bữa nói Bến Tre là 40-50 giống gì á, chắc giờ nó đột biến ra còn dữ nữa hả? Không, bây giờ nhưng cũng trên dưới 50 giống à. Không phải, ý anh nói là ví dụ như siêu bông Sài Gòn bây giờ nó đột biến ra là nhiêu cánh rồi, cái bông nó bự tới cỡ nào à? Siêu bông Sài Gòn thì nó cũng em cũng biết, nhưng mà thường mấy năm trước là 12 tới 16 cánh. Mấy người ghép sau này có cây nào em thấy đột biến chưa? Chưa. Chưa. Nhưng mà kiểu như là có đột biến dạng theo không nghe, có nghe biến. Nói nghe năng nghe như nói vậy, như vậy nè anh giải thích cho, ví dụ như cái bữa anh coi cái kinh của cái ông đó, cái vườn mai của ông đó cái gốc hồi tứ quý của ông trồng nó thừng quá rồi, nó sung rồi ông đi cắt cái bo đó nó cũng lực không, về ông đóng vô nguyên một cây vậy, nó đẩy ra có một cuốn bông à. Đó cái vỏ cuốn á, đột biến cuốn á. Đột biến cuốn đâu mà đột biến cuốn. Cái lực của nó đẩy ra cái bông đó là nó có thể nó nhảy lên 13, 14 cánh, 15 cánh. Còn anh muốn biết cái cây mai của anh đẹp hay không, đột biến hay là đột quỵ gì đó, khi nào cái cây mai nó chỗ ra hết nguyên một cây. Đó, anh mới biết được cái kích thước của cái bông của mình lớn hay nhỏ là bao nhiêu cánh, anh mới biết. Còn một cái cây vậy nó đẩy ra có một bông, anh thấy mười mấy cánh, anh kêu đột biến. Nói kiểu đó chẳng khác nào anh đi gạt người ta, trong cái đó là có người biết chơi mai người không. Có mấy người mà người ta không có rành về mai á, người ta nghe anh đột biến vô mua bo của anh, mua giống của anh, còn mấy người biết người ta cười anh, nó chứ ở đâu mà có cái vụ đột biến, cái đó là kêu là đột quỵ đột tử. Mấy cái này giá sao đây anh? Mấy cái này đó là từ 4 triệu cho tới 8 triệu. Như 8 triệu cái cây này nè, đang cây này là bao nhiêu? Cây này là bao nhiêu? Cây này hả? 2. Cây này hoành 4 5 6 7 8 9 10 11. Cây này thì nó chắc cũng tầm 7 triệu. Bây giờ cây này hoành cỡ 23 anh chị ơi. Bây giờ thấy nó cái nó chưa có tàn. Chưa có tàn á, mình thấy nó vậy chứ khi mà có tàn á. Cái này thì cái form nó đã đẹp lắm. Để nở anh chị. Không có thiếu chi nào á. Đế này được, cái cây này được để nở 7 triệu, 11 bo. Một bo lên cỡ ghen nữa anh mới giao được đó. Còn bữa em hỏi anh cái vụ mà Tết mà chỗ bông có đem cái cây bông đi test thử nè. Test ở mấy cái chợ mà qua mai không? Tết rồi anh đem cái cây lên gia đình chơi đi. Ê, bây giờ cái cây mai của Thiết ở dưới á, Tết năm nay chừng chỗ nào anh đem cái cây mai của anh lợi ngay chỗ đó anh chừng. Anh nói chung là anh là vậy đó. Nay anh làm không, Lý Tiểu Long thì thách đấu các vườn hả? Không khoái, nói chung là anh đó màu mè quá, anh không có khoái ảnh. Bây giờ cái cây mai của ảnh nói là gì siêu bông bố mẹ gì á. Anh không có biết siêu bông bố mẹ gì, anh đem cái cây con, cây cháu anh lại anh để kế cái cây mai của ảnh chơi vậy đó. Nay Lý Tử Long đi thách đấu biết mày tứ quý. Anh có một cây F1 tính để Tết chơi đó. Cây đó phải không? Còn cái cây riêng của anh thì cắt bo hoài, cắt bán nhiều lắm. Rồi mình qua cây cây đó, cái mình kết thúc cây đó nè. Đây anh chị chuẩn bị xem kỹ lại cây Lý Tiểu Mai thách đấu nè. Lâm anh đang nghe điện thoại của khách hàng á. Khách hàng họ mua. Rồi mình qua coi lại cây anh Đỗ Lực thách đấu Tết năm nay nè bà con. Cái này nhưng mà là... nhưng mà em nghĩ anh chỉ thách đấu được cái cây F1 đó thôi, với cây F0 của anh chứ sợ năm nay thua quá cây... anh bào quá sao nó ra bông trời đâu. Ơi cần gì lấy cái cây riêng anh ra thì cây... đó cái cây riêng anh bào cái quá cây riêng anh để anh kiếm tiền chứ đâu có đi làm chuyện tào lao mấy đó đâu. Cái đó là cái tào lao đúng không? Nè là nè cây cháo nè.
À. Đó, ờ, để cái cây siêu bông bố mẹ gì đó, để kế bên chơi gì đó. À, cái này đúng không? Ừ. Đây. Rồi, cái cây này nè, đứng đứng bên đó anh. Thôi, để em đứng bên này, em quay cho nè. Đây. Cây này... năm nay là thách đấu các vườn nè bà con. Không nè. Nói chung anh không thấy gần đó là bây giờ à. Cái vườn mai nó để chân bán ở chỗ nào tết á, anh kiếm chỗ anh để kế bên, anh mướn chỗ kế bên anh để chơi vậy đó. Thiết tứ quý hả? Ừ. Thiết mai tứ quý hả? Ừ. À. Rồi vậy là anh lực thách đấu thiết mai tứ quý. Cái này nói chung á, là mỗi cái cây mai á, cây nào nó cũng có cái vẻ đẹp của nó hết nha. Anh không phải nói là cái cây mai của anh bông đẹp. À. À, nhưng mà hoa hậu là hoa hậu, thị nở là thị nở à. À. Có nhiều người người ta vẫn thích năm cánh. Dạ. Đúng không? À. Đó. Thì... đúng rồi, em cũng thích năm cánh nè. Ừ. Nhưng mà cái đó là cái tiểu số ít thôi. À, trời em vô tiểu số ít luôn à. Ừ. Còn cái nào hoa hậu là hoa hậu, người ta thích cái đẹp là nó đẹp à. À. Ừ, chứ đừng nói nhảy vô bình luận trời ơi mai truyền thống mà này mai kia thì đồng ý, nó vẫn đẹp nhưng mà cái đó là cái số lượng ít. Nhưng mà cái cây mà em thích á là chỉ nếu mà nó chỉ rặt luôn á thì mấy chứ là em thích là cá nhân riêng lẻ của em thôi. Thí dụ như bây giờ 10 người. Số ít đúng không? 10 người. Cây mai 20 mấy cánh với cây mai 5 cánh. Trời ơi, khách người ta lợi tết ta lợi người ta giờ mấy cây mai. Thích luôn hai cây. Ít lắm thôi. Lấy luôn hai cây. Có hai người bên cây mai 5 cánh nè. À. Ừ, thí dụ như 10 người là 8 người người ta nằm bên đây rồi. Một cái lá này gần gần giống siêu bông Sài Gòn anh. Ừ, cái lá này gần giống siêu bông Sài Gòn. Cái gần nó khác. Ờ, cái gần nó khác ý là cái thằng kia nó ẩn lên. Ý là thằng này nó cũng hon hon dài luôn á, nhưng mà cái gần nó khác nha anh chị. Nè. Em quay cho anh chị xem cái gần nó khác nè. Nhưng mà cái số ít là cái có cái đó, còn đa số là nó bầu không à. Nó không có đây. Nó bầu hơn. Đa số nè, nó không phải có bầu anh chị. Nè em dọn trên đây nè. À. Đó là mình nhìn nhiều khi mình cũng phải nhìn tổng thể cái cây, phải có cái lá nó bầu vậy đó mà nó chính xác nha anh chị. Bữa nay quay cái clip này thường thường chắc anh nghĩ là chắc cái lượt xem chắc tăng gấp đôi. Không biết nha. Lượt xem tăng gấp đôi. Nãy giờ cũng gần cái tiếng rồi đó. Nghe hồi đó giờ nghe đi thách đấu võ rồi không phải không? Bây giờ mai thách đấu mai. Rồi thôi mình kết ở đây luôn anh. Rồi xin chào số điện thoại của anh luôn, số điện thoại. Xin chào tất cả bà con. Số điện thoại của em là 0907 173767 em tên Lực. À, địa chỉ rồi. Đây luôn anh. Địa chỉ 244 đường Dường Thơm, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào